Chào mọi người nha. Trước mặt mọi người là vòng xoay Tượng Đài á, của tỉnh Trà Vinh á. Đây tôi đang trên quốc lộ 53 nè. Đến đây là nó cái vòng xoay này là nó nằm ở trong ngã ba nha. Ngã ba này là một cái hướng mình rẽ phải đi Trà Cú á. Trà Cú rồi mình qua Sóc Trăng, Đại Ngãi Sóc Trăng luôn á. Còn mình rẽ trái mình vào Hồ Chí Minh. Giờ tụi ông xoay rẽ trái nha. Cái này người ta kêu là vòng xoay Tượng Đài nè mọi người. Xây này xây cũng mấy năm, đập đi sửa lại đập đi sửa cũng thấy 5-6 năm trời mới xong nữa. Xây này lớn mọi người, thì mình rẽ trái vòng xây này bây giờ mà là con đường chính vào thành phố Trà Vinh đó mọi người. Đó là con đường chính mà cũng là con đường đẹp nhất của thành phố Trà Vinh nha. Đường 4 làn xe thôi. Đường này ban đêm mình ta mở đèn đẹp lắm, ban ngày thì mình chỉ nhìn cây xanh thôi. Cây xanh này thì tôi nhớ không lầm thì họ trồng năm khoảng năm 2010, lúc đó tôi mới xuống đây cây nó trồng khoảng họ trồng cây khoảng 2 mét thôi mọi người, bây giờ 10 năm nay nó bự vậy đó. Mà cái đoạn trong này nhìn cây cổ thụ không à, đoạn này không mới trồng sau này, đoạn này khoảng mười mấy năm thôi. Tỉnh Trà Vinh bên phải nó cắt cái tòa nhà hết sức lớn mọi người, lớn lắm. Tòa nhà là bên phải mà trước mặt là trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh, khúc khúc ở bên trong. Đường này trồng cây đẹp lắm mọi người. Quy hoạch bên phải mình sao lại là trong trung tâm của thành phố Trà Vinh, trung tâm hành chánh đem nhìn về đây nè. Thì giờ có trung tâm hội nghị rồi ủy ban tỉnh ủy rồi công an rồi họ bắt đầu xây bên đây rồi, ở trước mặt họ xây trung tâm thương mại, có siêu thị Go rồi nha. Thì quy hoạch đó, còn bên trái đường này là dân ở mà hôm đó là quán cà phê nhiều lắm luôn, cà phê sân vườn. Dịch này ta đóng cửa hết trơn à. Cái tòa nhà mà cái dãy nhà mà có sọc có siêu thị Go đó mọi người. Còn dãy nhà bên phải tuốt còn xa đó là trung tâm thương mại họ đang xây, mà thấy đẹp không, cây nó trồng cái xanh đẹp ghê không đó, quá đẹp luôn. Đặc biệt Trà Vinh là cây xanh thì mọi người họ trồng cây xanh nhiều lắm. Đây mình đi xe mình nên chạy tốc độ đúng tốc độ nha, đúng luật nha, chứ mình chạy sai là công an phạt khỏi năn nỉ nha, mày nghiêm lắm. Mình đi khuya quá mình đừng nên nhậu nha, nói chung khuya mình không có lỗi gì nó cũng bắt vô kiểm tra nồng độ cồn nha mọi người. Đi đây tôi bị bắt vô mấy lần rồi, họ vui vẻ lắm, vô họ hỏi có khi họ hỏi họ thổi có khi họ không hỏi, thấy mình tỉnh quá không mấy rồi. Mình mà có xỉn xỉn khừng khừng là họ làm tới luôn là mình bị là họ phạt nặng lắm nha. Thì cái đường hồi nãy đường trước mặt đường Nguyễn Đáng là tôi đi rồi đó, còn nhà Việt Theo trước mặt đó mọi người. Thì tôi đi trục đường lớn thứ hai của Trà Vinh nè, trục đường là trục đường chính nhưng mà trục đường lớn nè, là đường Nguyễn Thị Minh Khai, còn đường Điện Biên Phủ với đường Nguyễn Đáng với con đường 19 tháng 5 là đường Hàng Me, đó là bốn con đường này nè. Nó bao gọn cái gần bao gọn cái thành phố Trà Vinh nha mọi người. Phố ở đây thì cây xanh nhiều lắm mà có những cây cổ thụ thời Pháp để lại rồi họ trồng mấy cây nhỏ sen này, bây giờ nó mới lớn. Con thấy mấy cây cổ thụ này lâu lắm rồi nè. Mà cây này có khi tầm 70 năm, cái trăm năm á chứ không biết đâu nha, thời Pháp đó.
mấy cây nhỏ đâu, mà cho sao họ trồng lại nè, họ mới trồng lại nè. Thành phố Trà Vinh thì đường xá nó gọn gàng, sạch đẹp mà nó cây xanh nhiều, nhỏ thôi. Khách sạn mà lớn nhất của Trà Vinh là bên trái mình, nó khách sạn này, khách sạn Cửu Long nha mọi người. Khách sạn duy nhất có ăn sáng buffet đó. Mình muốn ở khách sạn này giá phòng nó cũng bình dân thôi, 300 ngàn, 500 ngàn, 700 ngàn đều có, phòng đơn, phòng đôi là cái. Nhưng có cái mình muốn đặt phòng ở đây thì mình phải đặt sớm, chứ mình lại là không có phòng đâu. Thường khách du lịch đó nó đông lắm. Trà Vinh này cũng không có nhiều khách sạn ít. Giờ tôi đã trái đi qua con đường Trần Phú nè, con đường này người ta gọi là con đường phố ẩm thực nha mọi người. Mọi người thấy chữ phố ẩm thực đó, phố ẩm thực treo ngang bảng là đường phố ẩm thực nha. Con đường này cái bán cái gì cũng có chứ nè, đồ ăn, thức uống, này, chè, cháo, rồi kem, bọng, phơ, pháo, hải sản, rồi bò, trâu, dê gì đó, có đủ nha mọi người. Con đường này buổi tối vui lắm á, đèn sáng rực rỡ lắm, xanh xanh đỏ đỏ, gọi là phố ẩm thực mà. Ở đây tối thì đông đúc, xe cộ đông đúc lắm, còn ban ngày thì không thấy. Đường này phố ẩm thực đó nha. Nói chung Trà Vinh này quán xá nhiều lắm mà, như quán họ nấu ăn cũng ngon lắm mọi người. Đây quán này hải sản nè, hải sản hùng biển nè, không thấy người ta cũng ăn đông nè. Thấy đây biển số thành phố cũng hơi nhiều nha mọi người, xuống làm việc quá. Đoạn đường Bình Đai này, đường Võ Văn Kiệt, đường này dẫn xuống khu người Long Đức, đền thờ Bác Hồ. Ngoài này quán nhậu cũng nhiều lắm nha mọi người. Với Trà Vinh có cái đặc biệt là quán ăn, quán nhậu nhiều lắm. Thấy dân thì thưa mà sao quán quán nhậu quá nhiều luôn. Để tôi quẹo vào thành phố lại, đi ra ngoài, quyêu dòng nó hết rồi. Con đường 19 tháng 5 này, con đường nói về hàng me nãy, con đường này đã mới làm xong tới khoảng 2 năm thôi. Nó cũng trồng me đó, tiếp nối con đường đó, khúc đoạn trong là me, không me cổ thụ không à. Con đường có lá me bay, dịp chiều anh lại cầm tay em về đó nha mọi người, là đường này. Đi vô văn thơ rồi đó. Thì nội đô thành phố Trà Vinh giới hạn 14 con đường thôi, con đường Nguyễn Đáng, con đường 19 tháng 5 này nè, con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ nha. Còn mấy đường ba ở ngoài thì nó hết hết trung tâm rồi. Giờ tôi chạy qua bên kia tôi sẽ view cái đường bờ kè cho mọi người xem nữa nè, coi như cũng cơ bản của thành phố Trà Vinh đó. Cơ bản đường xa thành phố Trà Vinh trước mặt bằng mấy cái cổ thụ lớn đó. Chạy lần nè mọi người. Con đường này thì nó có cây, cây nhỏ không mới trồng sao nè. Con thấy con đường rất nhỏ nhưng mà cái vỉa hè rất là rộng, nó đẹp lắm. Nó không giống như thành phố Hồ Chí Minh mà đường thì quá nhiều đường mà vỉa hè chật chội quá, người ta lấn chiếm buôn bán không có lề đi lối về. Còn đường nào cũng cây cổ thụ nhiều nha, đường này cũng vậy nè, thấy không, trồng cây rất đẹp đó. Bên trái rồi xây tòa nhà gì đây không biết, thấy mát không. Này là tôi đang quay đây là một giờ trưa nè, nắng mà nó vẫn mát dịu, cây nó tỏ bóng mát mà
thụ không á, đẹp lắm mọi người. Tòa nhà Vietcombank ở bên phải. Trung tâm vàng bạc đá quý chợ Vinh trước mặt mình đó mọi người. Đi tới chợ rồi nè, chợ chợ Vinh rồi, năm thẳng là chợ chợ Vinh đó. Đó chợ chợ Vinh. Chợ chợ Vinh cũng nhỏ lắm mà bán đồ ăn cũng nhiều. Con đường này là đường trung tâm nè. Cuối con đường này thì có khách sạn Thanh Trà. Khách sạn này cũng nổi tiếng chợ Vinh đúng nè. Du lịch thì đến chủ yếu ở khách sạn này thôi, Thanh Trà là với lại Cửu Long có hai khách sạn lớn đó. Sạn bên tay phải mình. Mình trước mặt mình là bưu điện Việt Nam á, bưu điện Việt Nam nhưng mà của tỉnh Trà Vinh nha. Kia cấm xe hơi thì chạy vô được, tôi quẹo đây. Đang tìm đường vòng ra con đường bờ kè. Bờ kè trước mặt mọi người đó, bờ kè thì tôi đi bờ kè dọc bờ kè cho mọi người xem đó. Con đường này nó trồng cây đẹp lắm, kiển đó thấy không, trước mặt mình đó. Cái kè này là tới mùa hè là phượng nó nở đỏ rực luôn, nguyên một dãy đường này là đẹp lắm luôn á. Giờ thì chưa có vào mùa hè cho nên phượng không có ở. Bờ kè này thì tối đi không mát, dọc bờ kè đã lắm nha, sông phải mình là sông. Đẹp ha, mà kè cây kiển nó trồng đẹp lắm, nó cây sô đô vàng nè. Đẹp. Mấy cái cổ thụ ở bên trái mình nó lớn lắm, mình ta sợ nó ngã gì nó cắt ngọn hết trơn. Đó, còn như còn cái đầu không, với lá không, không còn cành nữa mọi người. Đường này mà đi dạo đi bộ buổi chiều rồi thôi rồi hết sảy luôn. Bên trái thì nó chưa làm vỉa hè hoàn chỉnh nên nó không đẹp. Mình thấy đường bờ kè đẹp không? Nó đẹp ha. Tôi có việc công tác ở Trà Vinh thì tôi hay đi con đường này, tôi thích đi con đường này. Con đường này người mình nó thư thả. Đây ra ngoại ô nha mọi người, hết phạm vi của thành phố rồi. Tại vì nó đẹp quá tôi để camera qua cho mọi người xem luôn. Cây rất nhiều Trà Vinh. À, bạn nhìn ở đây bên tay phải mình là cái có cái hàng bằng nè, hàng bằng mà lúc họ là bờ kè họ vẫn giữ lại, họ không có đốn bỏ nha.
nó giống như cái bờ kè bên thành phố Bến Tre á. Thành phố Bến Tre nó cũng có cái bờ kè mà giữ lại hàng bần nè. Cái bần này mùa trái mình đây mình hái trái vậy mình nấu canh chua ngon, mà trái chín canh chua bần là ngon lắm nha. Chua bần nấu cá mà bây giờ trơn á. Nguyên hàng bằng nè, họ làm bờ kè nhưng mà họ giữ lại nha, bảo họ bảo tồn nha, họ không có đốn bỏ nha. Cảm giác như mình đang đi ở đâu trong rừng ấy, chứ không phải là đi trên đường phố nha. Tại mình quay phim thì thôi, chứ mình đi ra ngoài mình đi bộ mình dạo thì có thêm là tiếng gió rồi tiếng chim kêu rồi này kia, là nó tiếng ve kêu rồi nó nghe nó sinh động lắm nha mọi người. Phải ngồi trong xe mình đâu có thấy gì đâu, mình đâu có nghe tiếng gì đâu. Đường này quá đẹp không, đường nhìn tay phải đẹp lắm. Tới đầu dốc cầu kia là nó kết thúc con đường này nè. Vui vẻ ha, tạm biệt mọi người nha.